Chào bạn, trong bài này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách điều hướng trong Enscape, tức là chúng ta sẽ học cách điều khiển cái camera trong Enscape để trải nghiệm cái môi trường 3D trong Enscape nó sẽ thuận tiện hơn, giúp chúng ta sẽ trải nghiệm được cái không gian này một cách trực quan nhất. Trước tiên thì các bạn sẽ phải khởi động Enscape lên, thì các bạn nhớ là kích vào lệnh số 1 cho mình, sau đó nó sẽ kích hoạt để mà khởi động lên cái bảng giao diện của Enscape. Thì để trải nghiệm cái môi trường Enscape nó sẽ trực quan và dễ hiểu hơn thì mình sẽ phóng to lên. Các bạn quan sát ở đây nó có một cái bảng hiển thị tất cả những phím tắt giúp chúng ta điều hướng Enscape. Thì ở đây các bạn để ý có một cái phím H góc nhỏ, ở góc nhỏ của nó này thì chúng ta sẽ ấn phím H để nó sẽ ẩn hiện cái bảng hiển thị các phím tắt của điều hướng. Đó, ấn phím H lần nữa nó sẽ hiện lên. Được chưa? Thế trong trường hợp chúng ta mà quen lệnh rồi chúng ta muốn trải nghiệm cho nó đỡ vướng màn hình thì chúng ta tắt bảng đi, đúng không? Bây giờ chúng ta hiện lên nhé. Chúng ta sẽ tìm hiểu cách điều khiển cái ống kính camera bằng các phím này V, A, S, D và EQ. Thì các phím này các bạn tưởng tượng là nó rất là giống các phím trong khi các bạn chơi game, đúng không nào? Bây giờ mình trải nghiệm nhé. Để tiến lên cái camera thì mình sẽ dùng phím V, nó sẽ tiến lên. Để lùi thì chúng ta sẽ dùng phím S. Để sang trái thì chúng ta sẽ sang phím A. Để sang phải chúng ta sẽ dùng phím D. Để hạ thấp camera chúng ta sử dụng phím Q. Đấy, để nâng cao thì chúng ta sẽ dùng phím E. Đó là cách điều khiển các điều hướng của cái camera. Ngoài cách sử dụng các phím A, V, SD để chúng ta sẽ tiến lên, lùi xuống, đi sang trái sang phải, thì chúng ta còn một cách nữa đó là chúng ta sẽ dùng các phím mũi tên trên bàn phím. Ví dụ như mũi tên phải này sang phải này, mũi tên trái sang trái, đúng không? Tiến lên này, lùi xuống. Thì các bạn để ý trên bàn phím nó sẽ có các phím hướng lên này, đi lùi này, sang trái này, sang phải, chính là các phím mũi tên nhé. Thì cái phím này nó sẽ thường thường ở bên phải cái bàn phím, thì chính vì vậy chúng ta sẽ thường sẽ ít dùng, mà chúng ta sẽ dùng các phím V, A, S, D để chúng ta sẽ điều khiển nó tiện lợi hơn. Tại vì tay phải chúng ta thường cầm chuột rồi, tay trái chúng ta sẽ để ở cái gì vị trí bên trái bàn phím, thì chúng ta sẽ dễ điều khiển các phím A, V, S, D hơn. Ok. Ngoài cái cách sử dụng các phím dịch chuyển cái ống kính camera này thì chúng ta sẽ có những cái thao tác chuột trái và chuột phải để chúng ta xoay chuyển cái ống kính camera. Ở đây có cái chuột trái này thì chúng ta sẽ xoay góc nhìn của cái camera. Thì cái lệnh xoay chuyển này, xoay góc nhìn này thì các bạn để ý này, nó rất là giống cái con mắt trong SketchUp. Các bạn tưởng tượng nhé, khi chúng ta dùng con mắt này thì chúng ta sẽ xoay chuyển cái ống kính camera của SketchUp, nhưng mà cái vị trí người đứng ấy, nó sẽ không đổi nhé. Các bạn tưởng tượng là đứng tại một vị trí, sau đó các bạn quay cái đầu nhìn trái, nhìn phải, nhìn trước, nhìn sau ấy, thì nó chính là con mắt này. Và trong Enscape thì nó chính là cái chuột trái, thấy chưa nào? Còn chuột phải là orbit. Thì orbit nó tương đương với cái lệnh orbit của SketchUp. Tức là trong SketchUp nó chính là lệnh chuột giữa. Đấy, thì bình thường SketchUp là chuột giữa này. Thì trong Enscape ấy, nó chính là cái chuột gì? Chuột phải. Các bạn cố gắng tập luyện, tại vì cái lệnh này nó khác trong SketchUp một chút, nhưng mà ý nghĩa nhé, nó sẽ rất là giống. Các bạn tập luyện dần dần nó sẽ hình thành thói quen mà thôi. Tiếp theo này, quay lại cách dịch chuyển ống kính camera. Thì khi dịch chuyển ống kính camera các bạn sẽ gặp một vấn đề, đó là làm sao để tăng tốc cái quá trình chúng ta dịch chuyển ống kính camera. Thì các bạn để ý ở đây nó sẽ hỗ trợ chúng ta hai cái phím để chúng ta sẽ tăng tốc cái quá trình dịch chuyển ống kính camera. Đó là phím thứ nhất, đó là phím mũi tên. Thực ra phím mũi tên này chính là phím Shift nhé. Bây giờ mình thử nghiệm này, giữ Shift sau đó kết hợp phím V thì nó sẽ tiến lên một cách rất nhanh chóng. Phím Shift và kết hợp phím S là nó sẽ đi lùi nhanh hơn, đúng không nào? Thì thực ra các bạn kết hợp nhé, phím Shift cộng với các phím điều hướng này nó sẽ tăng tốc độ 2 lần. Đấy, tăng tốc độ 2 lần. Còn khi các bạn giữ phím Control và kết hợp với các phím điều hướng này nó sẽ tăng tốc độ 4 lần. Ví dụ mình giữ phím Control, sau đó giữ ấn phím A. Các bạn có thể ấn nhát một, hoặc là các bạn giữ phím A cũng được, nó sẽ dịch chuyển một cách đều hơn. Đó. Nhưng mà cái tốc độ của nó cực kỳ nhanh, đúng không nào? Đó. Ok chưa? Các bạn để ý đây là giữ phím Control nhé, nó sẽ tăng tốc lên là 4 lần. Nhưng nếu chúng ta giữ cả Control và cả Shift sau đó kết hợp với các phím điều hướng này nó sẽ tăng tốc lên 8 lần. Mình ví dụ này, Ctrl Shift cộng S này, nó sẽ dịch chuyển một cách rất là nhanh chóng. Tốc độ tăng lên 4 lần. Các bạn chú ý thêm cho mình. Thực ra khi nào chúng ta sử dụng hai phím đó kết hợp với nhau thì khi chúng ta trải nghiệm ở một cái không gian rất là rộng lớn. Ví dụ như là cái file bạn làm file quy hoạch hay là file kiến trúc nó cực kỳ rộng lớn thì quá trình chúng ta zoom xoay nó sẽ rất là chậm. Đấy, khi đó chúng ta phải kết hợp phím Shift, Ctrl hoặc Ctrl và Shift cùng một lúc. Đấy, sau đó kết hợp với cả các phím mũi tên điều hướng vừa rồi thì chúng ta sẽ điều khiển một cách nhanh chóng hơn. Ok chưa? Tiếp theo mình sẽ giới thiệu các bạn một cái tính năng trải nghiệm bước đi của con người trong Enscape rất là hay, đó là tính năng fly hoặc là warp, tức là chúng ta sẽ dịch chuyển cái ống kính camera ở dạng là bay tự do hay là ở dạng là trải nghiệm bước đi của con người. Bây giờ để chuyển đổi chế độ này các bạn lưu một điều là chỉ chuyển đổi được khi chúng ta tắt đồng bộ camera đi. Khi chúng ta đang bật cái tính năng đồng bộ camera nhé thì chúng ta sẽ không thể trải nghiệm được cái tính năng bước chân của con người để đi được. Bây giờ mình sẽ tắt đi. Tắt đi, sau đó mình sẽ trở vào cái scene 1 nhé. Còn để nhé, khi tắt đi nó sẽ tự động trở về scene 1. Tiếp theo nhé, bây giờ chúng ta muốn trải nghiệm dịch chuyển cái ống kính camera tưởng tượng như là con người ấy, nó đi lại trong cái không gian này. Tức là chúng ta sẽ bước đi trên cái nền đất này. Đấy, thì chúng ta sẽ dùng phím tắt là phím cách nhé, phím cách. Các bạn để ý đây, ở đây có một biểu tượng là cánh chim. Cánh chim tức là chúng ta đang ở chế độ là ống kính camera nó sẽ bay tự do, có thể nâng cao hạ thấp đi tự do. Tuy nhiên khi chúng ta ấn phím cách thì nó sẽ chuyển sang dạng là bàn chân và cái độ cao của ống kính nó sẽ hạ thấp xuống. Ví dụ nhé, mình ấn phím cách nó sẽ chuyển sang dạng cánh chim, đúng không? Thì mình có thể nâng cao ống kính camera bằng phím gì? Bằng phím Q và phím E. Đấy, nó nâng cao lên này. Nhưng khi chúng ta ấn phím cách thì lập tức nó sẽ rơi cái camera xuống. Rơi camera xuống thì tưởng tượng như con người chúng ta đang gì? Đang đi trên cái nền đất này. Thế bây giờ thì mình sẽ trải nghiệm các bạn xem nhé. Mình sẽ dùng các phím điều hướng A, V, K, S, D. Tức là trong khi chúng ta dịch chuyển bước chân thì chúng ta chỉ sử dụng được 4 phím này thôi. Phím E và phím Q chúng ta sẽ không trải nghiệm được nữa, không sử dụng nữa, tại vì chúng ta không thể bay được nữa. Chúng ta luôn luôn bám trên cái mặt địa hình. Địa hình nó nhấp nhô thì chúng ta cũng đi nhấp nhô. Mà địa hình chúng ta bị vướng chứng ngại vật thì nó sẽ bị vướng, là chúng ta không thể đi được. Ví dụ chúng ta đi và đâm một cái cây này, hoặc đâm một cái tường này, nó sẽ không thể đi được nữa nhé. Đấy là các bạn chú ý. Bây giờ mình trải nghiệm các bạn xem này. Bây giờ mình sẽ dùng phím V kép này, đi lên này. Trong quá trình chúng ta đang dùng các phím điều hướng nhé, chúng ta có thể kết hợp với các phím chuột trái, chuột phải nhé. Bây giờ thử nghiệm này, tiến lên này, đi sang này. Đó. Trong quá trình chúng ta đang di chuyển chúng ta sẽ giữ cả phím gì? Giữ cả chuột trái nhé. Di chuột trái, đó thì toàn có thể điều khiển được cái camera sang trái sang phải. Bây giờ mình đi lùi này, đi tiến này. Đó, thì cái camera nó cứ dập dềnh. Tại sao? Tại vì cái địa hình chúng ta chỗ này nó nhấp nhô, nó sẽ ống kính nó sẽ dập dềnh như kiểu con người đi thật đấy. Đó, mình bước lên này, bước lên, thấy chưa? Mình đi lùi xuống này. Trong quá trình đi chúng ta vẫn có thể là dùng chuột trái nhé để mà xoay ống kính camera. Đó, hay chưa nào? Cái quá trình chúng ta trải nghiệm bước đi này thì chúng ta sẽ nên chỉ sử dụng 4 phím vừa rồi thôi. Nếu chúng ta kết hợp cả phím Shift nữa thì chúng ta như kiểu chúng ta đang chạy ấy, mà chạy rất là nhanh nhé. Bây giờ mình thử nghiệm này, Shift cộng với kép này. Đấy, chúng ta chạy rất là nhanh đúng không? Sang trái sang phải này, chạy cực siêu nhanh luôn. Đó. Nếu chúng ta giữ cả Ctrl nữa để chạy vèo vèo luôn mà chúng ta sẽ rất là khó kiểm soát trong trường hợp cái không gian của chúng ta chật hẹp đúng không? Ngoài ra này, khi chúng ta mà điều khiển cái ống kính camera, ngoài cái vấn đề chúng ta tăng tốc đi, tăng tốc cái tất cả những thao tác dịch chuyển đó thì tại chế độ mặc định chúng ta không dùng những phím tăng tốc mà chúng ta chỉ dùng các phím điều hướng vừa rồi thì làm sao mà chúng ta thiết lập được cái chế độ là ống kính nó sẽ nhanh hơn, nó sẽ chậm hơn, nó sẽ mượt hơn hay là cứng hơn. Thì cái này nó sẽ thuộc về vấn đề cài đặt nhé. Mình sẽ vào đây. Các bạn sẽ bật cái bảng này cho mình này là General Setting. Trong tại cái bảng này ấy, chúng ta sẽ có một cái thẻ đó là Output. Các bạn để ý này, ở đây sẽ giúp chúng ta là sẽ thiết lập lại cái tốc độ của những cái chuột, những thao tác chuột và những thao tác phím để giúp chúng ta tăng tốc hay dịch chuyển ống kính camera nó nhanh hơn hoặc nó mượt hơn ở tại cái chế độ mặc định nhé. Bây giờ các bạn để ý này, khi mình dùng cái chuột nhé, cái chuột này mình xoay sang trái này, xoay sang phải này. Đấy, thì khi mình dê chuột đấy thì cái tốc độ để mà xoay chuyển nó nhanh hay nó chậm nó sẽ do thanh chuột này. Ví dụ mình đặt sang trái thì khi mình dê chuột một đoạn này thì cái ống kính trong cái Enscape nó dịch chuyển rất là chậm. Đấy, khi mình dịch chuyển cái thanh chuột này sang bên phải gấp 3 lần thì chúng ta dịch chuyển cái con chuột rất nhẹ thôi mà nó tăng tốc rất là nhanh này. Đó, cái quá trình mình zoom cái xoay khung hình này nó rất là nhanh. Đây là tốc độ của chuột nhé, để giúp chúng ta sẽ xoay chuyển cái không gian nó nhanh hơn. Ở đây mình đặt là 2 chẳng hạn nhé. Ngoài đây là cái độ mượt của con chuột, tức là gì, khi chúng ta để sang trái này, chúng ta dịch chuyển này. Đấy, nó sẽ không có độ trễ. Có thấy là dịch phát sang phải trái luôn, dịch phát sang phải luôn. Nhưng mà khi mà chúng ta muốn có độ trễ để cho cái ống kính nó không bị dập dình, nó mượt hơn đấy, nó không bị đứt quãng một cái là quá nhanh, thì chúng ta sẽ kéo cái mouse smooth lên, cao lên. Thì khi chúng ta dịch chuyển con chuột nhé, sang trái này, đấy, sang phải này, thì quá trình dịch chuyển nó sẽ có độ trễ và làm cho ống kính của chúng ta xoay chuyển nó rất là mềm, nó mượt. Đây là độ mềm mượt của cái con chuột khi chúng ta xoay nhé. Đấy, chuột trái và chuột phải, được chưa? Chuột phải cũng vậy này. Đó, nó dập dình, nó rất là mềm mượt, nó nhìn êm hơn. Cái camera nhìn nó rất là êm. Ở đây mình sẽ để mức độ bình thường thôi. Chỗ này là sẽ điều khiển cái gì? Tại vị trí này nó sẽ điều khiển cái tốc độ chung ấy của các phím điều hướng này. VKSD EQ này, nó sẽ tác động, nó sẽ tăng hoặc là giảm cái tốc độ này đi. Ví dụ mình để ở mức độ là thấp nhá. Mình thử dịch chuyển cái mũi tên, mình thử dịch chuyển phím A này, chúng ta sang trái sang phải này rất là chậm. Đấy, cực kỳ chậm, như kiểu mình đang bò ấy, đúng không? Bây giờ mình sẽ tăng tốc lên này, thì mình sẽ dùng cái phím A, SD nó sẽ nhanh hơn rất nhiều. Đó. Thì trong quá trình một số cái trường hợp mà cái không gian của chúng ta nó chật hẹp quá, những ví dụ trong nội thất như căn phòng ngủ này, căn phòng vệ sinh này, thì chúng ta dịch chuyển cái camera rất là khó, tại vì nó nhanh quá, nó vèo, nó sẽ ra căn phòng rất là nhanh, đúng không? Thì chúng ta sẽ kéo về. Còn trường hợp mà cái không gian mà nó quá rộng lớn đấy, quá rộng lớn như quy hoạch hay là những file lớn như này thì chúng ta dịch chuyển bằng các phím mũi tên điều hướng này, A, S, VKD này, rất là chậm, thì chúng ta sẽ tăng tốc lên, được chưa nào? Thì tương tự như vậy, đây chính là cái độ mượt của các phím đó. Khi chúng ta kéo cái thanh trượt lên này, thì khi chúng ta điều khiển hướng nhé, chúng ta sẽ chuyển hướng ấy. Khi chúng ta chuyển hướng từ trái sang phải, từ trước ra sau, nó được mượt hơn thì chúng ta sẽ kéo cao lên. Bây giờ mình thử nghiệm này. Khi chúng ta đặt thấp này, đấy, đặt thanh trượt này thấp, thì chúng ta dịch chuyển, khi chúng ta chuyển hướng nhé, từ trái sang phải này, từ trên tiến lên lùi xuống này, nó rất là nhanh, nó rất là cứng. Khi chúng ta kéo lên thì chúng ta sẽ tăng này, đi chuyển hướng này. Khi chúng ta chuyển hướng này, cái camera nó dịch chuyển cực kỳ mềm, có thấy không? Rất là mềm mại hơn. Đó, một số cái camera trong thực tế mà khoa học người ta, cái khoa học công nghệ người ta sáng chế ra cái tay cầm của camera này, thì bây giờ cũng có những loại camera cực kỳ mềm như này để cho trợ giúp chúng ta là quá trình quay phim ấy, nó không bị rung, đúng không? Nó chống rung, nó nhìn nó mềm mượt hơn, được chưa nào? Ok nhé. Lưu ý thêm cái này mình cũng đã nói rồi, đây chính là cái thông số điều khiển cái độ cao của con mắt khi chúng ta trải nghiệm bằng cái bước chân, đó là chúng ta đi bằng bước chân, được chưa nào? Ngoài ra những thông số này thì chúng ta sẽ không cần bận tâm nhé, chúng ta bỏ qua đi. Ở đây là cái lệnh tắt là Shift F1, nó chính là gì? Nó chính là cái lệnh tắt của lệnh render rồi, kích hoạt render rồi, chúng ta cũng không cần bận tâm nhiều. Bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn thêm một cái tính năng nữa, đó là cái sự khi chúng ta mà dịch chuyển trong cái không gian nó phức tạp, thì chúng ta muốn kiểm soát cái vị trí chúng ta đứng ở đâu, đang đứng ở vị trí nào, và truy cập những cái phòng ngủ hay phòng khách, phòng bếp một cách nhanh chóng ra sao. Thì ở đây nó hỗ trợ chúng ta một cái lệnh khá là hay, đó là cái lệnh minimap, tức là nó hiển thị cho chúng ta một cái bản đồ, lệnh tắt là M nhé. Bây giờ mình sẽ ấn phím M, nó sẽ ra hiển thị ra một cái bản đồ rất hay. Đấy, thì tại cái bản đồ này để cho phép chúng ta sẽ truy cập cái vị trí chúng ta thích đứng chỗ nào thì chúng ta chỉ chuột vào. Ví dụ mình chuyển camera ra vị trí này, kích vào đây, nó sẽ chuyển camera ra vị trí chỗ khác này. Đấy, bây giờ mình có thể nhìn vào đây nhé, chúng ta sẽ phải dịch chuyển, có thể trong cái bản, khi chúng ta chỉ chuột vào bản đồ ấy, chúng ta có thể lăn chuột này để vị trí, xác định vị trí nào mình muốn đứng nhé. Thì mình kích cái chuột trái vào vị trí đó này. Đó, bây giờ mình lăn chuột nó to hơn này. Bây giờ mình có thể truy cập vào cái phòng ăn này rất nhanh này, kích vào đây. Đó, nó sẽ vào phòng ăn cực kỳ nhanh, đúng không? Đấy, bây giờ mình muốn vào một cái phòng ngủ một cách nhanh chóng nhé. Đấy, mình sẽ kích vào, thế nào? Mình lăn chuột, đấy, sau đó kích vào cái phòng ngủ của mình này. Thấy chưa? Nó sẽ truy cập cái phòng ngủ rất là nhanh. Đó. Thì đây là một cái tính năng mình thấy nó khá là hay, đúng không? Rất là tuyệt vời. Để giúp chúng ta là trải nghiệm cái không gian ba chiều nó phức tạp một cách nhanh chóng hơn. Ở đây nó tự động tạo ra một cái mặt cắt để chúng ta có thể là bóc nóc công trình lên để chúng ta sẽ đứng được vị trí nào, đúng không? Đó, cái này khá là hay. Khi chúng ta chọn được vị trí đứng rồi thì chúng ta sẽ điều khiển cái ống kính camera như bình thường nhé. Còn một vấn đề lưu ý nữa là gì? Lúc nãy mình quên, đó là cái thao tác mà khi chúng ta đi bằng bàn chân đấy. Nếu chúng ta ấn phím cách để thực hiện đi bằng bàn chân thì chúng ta phải bỏ cái này đi, đúng không? Phải bỏ tích cái đồng bộ camera đi. Và lưu ý thêm này, khi chúng ta đang ở chế độ cánh chim này thì chúng ta có thể sẽ đi xuyên qua được cái vật thể, một cái vật thể nào đó. Ví dụ mình đi xuyên qua cái kính này, đây nó sẽ đi xuyên qua được nhé. Đã đi xuyên qua được xuống vào cả mặt đất này, thấy không? Lên trên này, vào trong này. Còn khi chúng ta mà chuyển sang cái chế độ mà bàn chân để đi ấy, thì chúng ta sẽ không thể đi qua được chướng ngại vật nhé. Bây giờ mình sẽ ấn phím cách này, phím cách. Đó, nó sẽ hạ thấp camera xuống, đúng không? Nó rơi camera xuống và chúng ta không thể đi xuyên qua được cái chướng ngại vật. Đấy là các bạn lưu ý thêm. Một số trường hợp các bạn không hiểu lại tưởng là bị lỗi, đúng không nào? Ok. Ok, như vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn xong các thao tác điều khiển cái hướng camera trong cái gì, trong Enscape. Còn một số cái lệnh khác như là K, B, C thì mình giới thiệu đơn giản này. Phím cái B này và C chúng ta không dùng nhé. Cái B ấy là cái lệnh quản lý BIM trong cái phần mềm Revit ấy, chúng ta mới dùng. Còn C ấy là quản lý cái file này, chúng ta làm quản lý và phân việc, làm việc theo nhóm. Thì cái tính năng này thì chúng ta cũng chưa dùng, chúng ta cũng không cần dùng. Tại vì đa số các bạn Việt Nam làm việc với SketchUp, đa số là làm freelancer hay là làm riêng một cái file này. Chứ file này mà giao cho người khác để chỉnh sửa các kiểu đôi khi chúng ta cũng không hiểu ý nhau ấy. Thì cái kỹ năng quản lý theo nhóm này thì mình có thể mình sẽ làm một cái video khác để hướng dẫn về nó. Còn tạm thời chúng ta sẽ không dùng đến nó nhé. Ở đây có một phím K, phím K thì sẽ giúp chúng ta là tạo cái cây frame, tức là chúng ta sẽ tạo phim trong Enscape. Thì cái chuyên đề mà nói về tất cả những kỹ năng làm phim nói riêng ấy, thì chúng ta sẽ tìm hiểu ở một cái bài học gần cuối cùng. Tại vì chúng ta phải biết cách render, biết cách làm ánh sáng, vật liệu thật tốt đã thì chúng ta sẽ tiến hành làm phim thì nó sẽ tốt hơn, được chưa? Mình sẽ gác lại vấn đề làm phim ở đây. Thì để tắt cái bảng làm phim đi, chúng ta sẽ kích vào cái phím lia này, hoặc là chúng ta sẽ ấn phím Escape nhé, ESC thì nó sẽ tắt cái bảng này đi. Đấy. Và cái bảng này cũng vậy, chúng ta muốn tắt đi thì chúng ta ấn phím H nhé, ấn phím H. Đó. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn xong tất cả những cái thao tác điều hướng trong cái Enscape rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở cái video sau để chúng ta sẽ học được những trải nghiệm khác hay hơn của Enscape. Okay. Chào các bạn.